Chào các bác nha. Hôm nay mùng 1 tháng 5, xưởng tượng gỗ giới thiệu một tác phẩm Bát Mã dưới cây tùng bằng gỗ hương ta nhá. Đục rất là sắc nét. Kích thước của bức này là ngang 75, sâu 25 và cao 36. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào các bác nhé.